bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thí nghiệm sự kỳ diệu của muối. Thì với thí nghiệm này, tôi sẽ có coca, muối, muối ăn á, các bạn nhé. Tôi có một cái chai để đựng coca này, và cuối cùng là bong bóng của chúng mình đây. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ bỏ muối vào. Sau khi cô đổ coca vào rồi, bây giờ cô sẽ cho cái miệng của bóng vào trong cái miệng của chai coca nhé. Các bạn quan sát với cô nào. Đó, bong bóng sẽ tự nổi lên nè. Đấy, các bạn thấy không?